Chào các lớp, ngày hôm nay thì lớp chúng ta sẽ đến với bài cuối cùng của phần 1 trong khóa nâng cao. Thì đây là bài nói về một cái sản phẩm mà gần như là rất nhiều bạn sử dụng. Tuy nhiên thì nó lại không phải là một cái sản phẩm mà chúng ta quan tâm nhiều nhất nếu như các bạn đang làm trong lĩnh vực về spa. Nhưng đối với những bạn mà làm trong lĩnh vực về bán mỹ phẩm thì đây lại là một trong những cái sản phẩm mà đem lại có doanh số rất là lớn, đấy là sản phẩm về trang điểm. Nếu như các bạn đang làm spa thẩm mỹ viện thì những cái này các bạn học để biết thôi, hoặc là học để sử dụng cho cá nhân, hoặc là chúng ta học để đôi khi là có những cái lời tư vấn với khách hàng cho nó sát thực hơn. Thế còn những bạn mà bán mỹ phẩm á, thì một cái video này là không đủ cho các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì nói về mỹ phẩm trang điểm thì nó là một cái trường phái và nó là một cái tín đồ, thậm chí nó là một cái đế chế riêng, nó tách biệt hoàn toàn so với những cái dòng mỹ phẩm dưỡng. Cho nên thành thử ra nếu như các bạn mà xác định bán mỹ phẩm mà chuyên về make up á, thì xem cái này nó giống như thể là một phần đại cương thôi, nó không phải là một cái phần chuyên sâu. Bởi vì là cái khóa này thì chúng ta sẽ hướng đến những cái bạn nào mà thiên hướng là gì ạ, là chúng ta làm da liễu để mà trị liệu cho khách hàng, thì đấy là cái thiên hướng chính của cái khóa nâng cao. Thành thử ra thì trong khóa này thì Thành cũng sẽ nói với các bạn một số những cái dạng bào chế của mỹ phẩm trang điểm để các bạn biết thêm, và đồng thời thì chúng ta cũng có thể là có những cái kiến thức để mà tư vấn với khách hàng, và chúng ta cũng hiểu được một phần nào được cái bản chất của mỹ phẩm trang điểm thì thực chất nó là như thế nào, để mà biết được rằng là mình đang bôi những cái thứ gì lên da mặt của mình, và trong những trường hợp nào thì nên chọn những cái sản phẩm như thế nào để cho nó phù hợp với cái việc mục đích sử dụng trong cái quy trình làm đẹp skincare tại nhà. Đây là bài số 8. Đây là bài về make up đúng không? Mỹ phẩm trang điểm. Không phải là mình dạy các bạn về trang điểm cô dâu đâu nhá. Phẩm trang điểm. Cho nên là nếu như những bạn nào mà học về cái trường phái này ấy, thì các bạn cần phải có những cái khóa riêng. Những cái chương trình ở tại các trung tâm ấy, người ta đào tạo thì có rất nhiều những chuyên gia, có thể là người ta làm ở tại các studio, họ chuyên về cái lĩnh vực này thì nó sẽ có những cái nó thiết thực cho các bạn hơn. Còn ở trong đây thì chúng ta đang học về gì ạ? Là những dạng bào chế để mà chúng ta hiểu về cái cơ chế khoa học của nó thôi, chứ không phải chúng ta học để mà mang một cái tính chất là áp dụng nó vào trong cái việc trang điểm tại nhà, thì nó không phải là mục đích như vậy. Thì trong cái quy trình mà sử dụng mỹ phẩm trang điểm á, thì thường nó sẽ có 6. Tất nhiên là trong cái bộ make up thì nó có rất nhiều những cái sản phẩm. Tuy nhiên thì nó có 6 cái sản phẩm cơ bản mà gần như tất cả mọi cái bộ make up hoàn chỉnh nào thì đều có. Thứ nhất đấy là gì ạ? Là kem lót. Thứ hai là kem nền. Thứ ba là kem che khuyết điểm. Thứ tư là phấn. Thứ năm là gì? Là son môi. Và thứ sáu là gì? Là kẻ mắt, hay còn gọi là mascara. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về sản phẩm kem lót. Một là kem lót. Thì bản thân của kem lót nó sẽ được chia thành hai dạng. Một là kem lót có màu, và hai là kem lót không màu. Không màu. Thì đối với cái kem lót có màu á, thì nó sẽ phục vụ cho một cái việc, đấy là gì ạ? Là chúng ta có thể, một là có thể là các bạn sử dụng nó với một cái mục đích là trang điểm nhẹ. Ví dụ như buổi trưa mình đang ở văn phòng, sau đấy thì mình muốn trang điểm nhẹ, mình đi ra ngoài mình đi ăn một chút, sau đấy mình đi cà phê một chút, sau đấy là mình lại về văn phòng mình làm việc lại. Thì ok, các bạn có thể là dùng cái loại kem lót có màu để làm gì ạ? Để khỏi phải có một cái quy trình chăm sóc da, khỏi phải có một cái quy trình make up nó quá phức tạp, đúng không? Thì chúng ta có thể là tận dụng cái kem lót có màu để chúng ta sử dụng. Hoặc là trong trường hợp các bạn sử dụng kem lót có màu khi mà da của chúng ta ấy, nó có một cái màu sáng quá, chẳng hạn như thể là có một số bạn khi mà cái da của các bạn nó nhợt nhạt quá thì chúng ta sẽ sử dụng cái kem lót có màu để cho nó có một cái làn da gì ạ? Hồng hào hơn, mịn màng hơn. Bởi vì sao? Bởi vì cái kem lót có màu nó có thể là có một cái màu giả da. Bởi vì cái kem lót có màu này thì nó sẽ có một cái màu giống với tông da của mình, giống màu da của bạn. Đấy, có nghĩa là sao? Khi mà được các chuyên gia về make up á, người ta tư vấn là gì?
là nên sử dụng một dạng kem lót mà giống với màu da của mình nhất. Các bạn hiểu không ạ? Thì khi lúc đấy thì nó với đóng một cái vai trò là một lớp giả da. Và khi mà cái lớp giả da này mình bôi lên mặt của mình thì nó sẽ có tạo ra một cái độ láng mịn, nhưng mà nó lại không lộ ra là chúng ta đang make up. Cho nên là với cái lớp kem lót mà nó có màu này thì thường là người hay khuyên các bạn là sử dụng gì? Màu giống với màu da của mình. Còn cái kem lót không màu, không màu, thì mục đích chính của nó để làm gì? Để tạo ra lớp màng ngăn cách mỹ phẩm, trang điểm với gì? Với da mặt. Có nghĩa là sao? Khi mà chúng ta bôi những cái dòng mỹ phẩm trang điểm á, các bạn biết là những cái dòng mỹ phẩm về trang điểm thì thành phần chính của nó sẽ là sáp, là dầu, đúng không ạ? Và ngoài ra thì nó có cả những cái oxit kim loại. Ví dụ chẳng hạn như thể là trong một số những cái dạng phấn hoặc là trong một số những dạng kem nền thì người ta sẽ đưa vào cả thành phần của oxit sắt tử. Thì những cái dạng oxit sắt này nó có khuynh hướng là nó sẽ kết tủa bởi vì nó là kim loại nặng mà. Thì như chúng ta đã học ở rất nhiều bài về mụn, thì những cái dạng make up nó sẽ có những cái khuynh hướng là kết tủa các loại kim loại nặng. Hoặc là trong những cái dạng kem mà make up theo khuynh hướng là make up để trắng da lên á, thì trong đấy bao giờ cũng sẽ có titan dioxide, là những cái dạng kim loại mà vừa có tính năng chống nắng, vừa có tính năng là gì? Tạo lớp giả da. Thì khi mà cái lớp giả da này nó bôi lên da mình trong một thời gian dài thì những cái kim loại này dần dần nó sẽ gì? Nó sẽ kết tủa xuống lỗ chân lông và gây ra cái hiện tượng là mụn đầu đen, gây ra hiện tượng là bít tắc lỗ chân lông và gây ra hiện tượng là bí bách và chúng ta rất là khó chịu. Thì chính nhờ cái lớp kem lót này này thì nó sẽ làm sao? À, nó sẽ ngăn cách, nó tạo ra một cái lớp màng phim trên đây, lớp màng phim không màu, nó giống như một lớp ni lông ấy, và gì ạ? Và giúp cho cái mỹ phẩm đấy nó không thể nào thấm vào da được, tức là nó ngăn cách giữa mỹ phẩm với da của chúng ta. Thì khi mà cái quá trình mà chúng ta về nhà ấy, sau khi mà chúng ta rửa cái lớp make up thì chúng ta tẩy trang thì chúng ta sẽ không thấy cái lỗ chân lông của mình bị gì, không bị bít tắc. Nhưng còn nếu như mà không dùng cái kem lót này ấy, thì khi các bạn sử dụng ngay lập tức cái kem nền lên thì cái kết tủa của kem nền nó sẽ gì? Nó sẽ lắng ngay xuống lỗ chân lông của chúng ta và thường là các bạn nhận thấy rằng là da mặt chúng ta rất nhiều mụn đầu đen hoặc lỗ chân lông càng ngày càng to khi mà chúng ta make up nhiều. Thì vai trò kem lót nó là như vậy. Ngoài ra thì kem lót có một số tác dụng nữa, đấy là gì ạ? Là nó sẽ giúp cho kem nền, kem che khuyết điểm bám tốt hơn. Tốt hơn vào da. Bởi vì kem lót nó bám vào da rất là tốt, nhưng cái kem nền hay là kem che khuyết điểm thì nó lại bám vào cái kem lót. Thì chính cái việc này nó giúp cho kem nền và kem che khuyết điểm là gì? Nó bám vào da của chúng ta tốt hơn. Ngoài ra nó có một cái tác dụng nữa là gì ạ? Là nó giúp cho kìm dầu. Một số những cái dạng kem lót thì nó sẽ có thành phần của bột tắc, TALC. Đây là một cái bột mà các bạn hay thấy là trong phấn rôm cho trẻ con ấy. Thì các bạn nhận thấy rằng là khi mà phấn rôm cho trẻ con thì bôi vào đúng không? Thì da nó sẽ gì? Nó sẽ có khuynh hướng là nó sẽ dịu mát đi và nó sẽ không có nổi sẩn lên nữa. Thì chính cái việc người ta ứng dụng cái việc đấy trong những cái thành phần của cái sản phẩm make up thì người ta đưa những cái bột tắc này vào. Ngoài cái sản phẩm kem lót thì cái bột tắc này người ta còn đưa vào gì ạ? Người ta còn đưa vào cả kem nền, đưa vào cả BB, đưa vào cả kem che khuyết điểm với mục đích là nó sẽ hút dầu. Mục đích chính ở đây là nó sẽ hút dầu. Hút dầu, làm dịu da, đúng không? Làm cho mịn màng. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái lớp kem lót xịn ấy, mà có bột tắc ở trong đây thì khi chúng ta bôi lên thì sẽ thấy là nó có cái cảm giác là màu nó hơi phấn phấn một tí. Hơi phấn phấn đấy chính là gì? Là cái bột tắc này. Đấy. Thì cái bột tắc này với mục đích là hút dầu để làm dịu da, để làm mịn màng da. Vậy thì đấy là cái tác dụng của kem lót. Cái sản phẩm thứ hai mà các bạn sẽ sử dụng mà lúc giờ chúng ta đang nói đến là gì ạ? Là kem nền. Foundation. Sản phẩm thứ hai là kem nền. Kem nền này thì nó là một cái lớp dày hơn kem lót. Nếu như kem lót nó dày như này thì kem nền nó sẽ dày như này. Bởi vì nó là nền mà, tạo ra một cái nền mà. Thì các bạn hình dung giống như việc chúng ta xây nhà ấy, thì lớp kem lót là cái lớp chống thấm, là cái lớp mà ni lông người ta giải trong nền nhà để cho gì? Để cho nước không bị thấm từ đẩy từ dưới lên và nước không bị thấm từ trên xuống. Thì cái lớp kem nền này chính là gì? Là một cái lớp bê tông. Người ta đóng bê tông là tạo ra một cái lớp nền nhà. Chưa phải là gạch hoa đâu nhá. Cái lớp trên là lớp phấn mới là lớp gạch hoa. Còn đây là cái nền nhà, các bạn hiểu không ạ? Đây là lớp đất nền nhà. Thì đây chính là lớp kem nền.
Đấy. Vậy thì kem nền này nó đóng một cái vai trò là một cái chất tạo ra cái độ vững chắc cho da. Cái này vững chắc không phải theo khuynh hướng là vững chắc khi mà có nhiều collagen, giống như thể là chúng ta học những cái bài mà tái tạo da. Mà vững chắc ở đây là nó tạo cho cái cảm giác vững chắc. Bởi vì sao? Bởi vì nó tạo ra một cái lớp nền như này thì da chúng ta đang bùng nhùng như này đúng không? Nhưng mà khi mà bôi kem nền vào ấy, thì da chúng ta cảm giác có một cái gì đấy rất là săn chắc. Thì đấy chính là nhờ vào gì? Vào lớp kem nền. Vậy thì lớp kem nền này thì nó sẽ có... Vậy thì cái dạng bào chế của kem nền ấy, nó sẽ có 4 dạng. Một là dạng thân nước. Thân nước. Hai là dạng thân dầu. Thân dầu. Ba là dạng không dầu. Và bốn là dạng không nước. Đó, thì khi mà đi mua mỹ phẩm thì những người nào bán hàng chuyên nghiệp thì người ta đều biết cái này. Thì tùy từng trường hợp các bạn chọn, ví dụ như các bạn là da dầu thì các bạn sẽ chọn cái loại này. Da dầu hoặc là da mụn thì sẽ chọn cái loại là dạng thân nước. Bởi vì cái dạng thân nước ấy, nó sẽ theo một cái cơ chế là gì? Là cái mà gọi là nước, dầu trong nước. À, khi mà làm về mỹ phẩm các bạn sẽ biết là nó sẽ có hai cái dạng bào chế chính, hai cái cơ chế chính. Khi mà bào chế pha nhũ tương sản phẩm là gì? Là một là dầu trong nước. Đây là các phân tử dầu này. Còn đây là các phân tử nước này. Thì nó giống như thể là chúng ta rớt 5-7 giọt dầu ăn vào trong một cái cốc nước. Các bạn thấy không ạ? Hoặc là 5-7 giọt dầu cá vào một cái cốc nước. Thì nó là dầu trong nước. Thế còn ngoài ra thứ hai nữa là nước trong dầu. Tức là phân tử dầu rất là nhiều. Đó, phân tử dầu rất là nhiều. Phân tử nước thì len lỏi ở trong này thôi. Chỉ với tác dụng là gì? Làm dưỡng ẩm hoặc là làm mềm kem thôi. Chứ nó không phải đóng vai trò chính. Thì với cái cơ chế đầu tiên là gì? Dạng thân nước thì nó chính là cái thằng này. Thì các hạt dầu nó sẽ ngậm cái gì? Ngậm màu. Và khi mình bôi lên da, bôi lên da thì nước dần dần nó bay hơi đi. Khi mình bôi lên da nhá thì các hạt dầu nó sẽ tán nó toàn bộ da mặt của mình, tán nó toàn bộ da mặt của mình. Nhưng mà dầu ở đây là một lượng rất là ít, cho nên thành thử ra thì nó sẽ không gây ra bít tắc lỗ chân lông và nó giúp cho thông thoáng cái lỗ chân lông bởi vì lượng dầu nó ít mà. Và dần dần thì cái nước này nó sẽ gì? Nó sẽ bay hơi đi, nó bay hơi đi và để lại một cái gì? Để lại một lớp kem nền và nó có màu. Đấy, các bạn hiểu chưa? Vậy thì đây là cái dạng cơ chế đầu tiên thì sẽ sử dụng cho da dầu, sử dụng cho da mụn, là những cái da mà rất sợ dầu. Đấy thì các bạn sẽ sử dụng cái dạng là dầu trong nước, nó có một tí thôi. Bởi vì mỹ phẩm make up bắt buộc phải có dầu, bởi vì dầu nó mới nhũ hóa được màu, đúng không ạ? Thì bắt buộc nó phải có dầu. Và thứ hai nữa là dầu nó mới bám được trên da. Còn nếu như mà mình bỏ màu nhũ hóa với nước để mà bôi lên da thì ngay lập tức là mồ hôi chảy một cái thì ngay lập tức nó tuột ra ngoài. Mà chỉ có dầu hoặc là sáp thì mới có thể là bám được trên da và nó giúp cho chống trôi. Cho nên là thành thử ra thì người ta sẽ bào chế ở dạng là gì? Là dầu trong nước. Nhưng mà khi mà sử dụng thì bôi lên thì hạt dầu nó sẽ gì? Nó sẽ được đánh phẳng lên trên bề mặt da và nó đánh luôn cả cái màu đi theo, bởi vì lúc đấy là dầu đang ngậm màu và cái nước nó sẽ gì? Nó sẽ bay hơi ra bên ngoài và để lại cái lớp kem nền rất là mỏng thôi nhưng mà nó lại có màu, đúng không ạ? Thì cái này là dùng cho da mụn, cho da dầu. Cái dạng thứ hai là dạng thân dầu thì cái này là dùng cho da khô. Tương tự như thể là cơ chế của ngược lại chứ không phải là tương tự. Ngược lại với cơ chế của dầu trong nước thì nó sẽ là cơ chế của gì? Nước trong dầu. Thì đương nhiên ở đây là những cái hạt màu nó sẽ gì? Nó sẽ được ngậm vào trong những cái phân tử dầu này. Và cái loại này là gì? Khó trôi hơn. À, đối với cái loại thân nước ấy, thì cái yếu điểm của nó là gì? Là dễ trôi. Bởi vì dầu ít mà. Nhưng cái loại này thì khó trôi hơn. Nhưng cái này chỉ dùng cho người da khô, bởi vì cái loại này mà dùng cho người da dầu ấy, thì nó sẽ gây bít tắc lỗ chân lông, bởi vì da dầu là cái da gì? Sợ dầu, không thể bôi được dầu. Cái loại thứ ba là loại không dầu. Không dầu. Thì đối với loại không dầu thì thành phần chính của nó sẽ là sáp. Thành phần chính nó sẽ là sáp. Thì cái này người ta hay sử dụng, ứng dụng trong cái việc là cho diễn viên để mà hóa trang, hoặc là trong những cái lễ hội là Halloween, hoặc là trong những cái dạng kem mà các bạn đi tắm biển. Có nghĩa là sao? Khi mà các bạn để ý rằng là mình sử dụng một số những cái dạng kem make up ấy, thì mình đi tắm biển thì cho dù là nó thành phần dầu nó rất là nhiều, nhưng mà đi tắm biển thì sóng nó đánh vào mặt như này thì đương nhiên vẫn không thể nào giữ được cái lớp make up đấy lên trên da. Thì da của chúng ta nó vẫn bị
mất cái lớp chống nắng, nó vẫn bị xâm lấn bởi cái nước biển là nó nhiều các oxit kim loại, nhiều natri clorua, đúng không? Thì nó sẽ làm cho da chúng ta dễ bị bắt nắng. Thì người ta mới sản xuất ra một cái loại là gì ạ? Make up có sáp, thành phần chính nó sẽ là sáp thôi. Thì khi bôi sáp lên trên da như này thì các bạn thấy rằng là mình đi tắm biển cả ngày nó cũng không trôi. Bởi vì sao? Bởi vì thành phần chính là sáp và nước biển không thể nào xâm không thể nào hòa tan được sáp. Đấy, vậy thì khi đấy người ta sẽ sản xuất một cái loại này, là cái loại người ta gọi là không dầu, không nước, đúng không ạ? Thì đấy là cái loại này dùng để gì? Tắm biển. Dùng để gì? Hóa trang. Đúng không ạ? Hóa trang, bởi vì cái lớp sáp dày nó sẽ giúp cho người ta tạo các đường nét theo cái ý muốn của họ. Ví dụ chẳng hạn như tạo cái hình của gì ạ? Của cái hình quái dị gì đấy, chẳng hạn hình Tôn Ngộ Không, cái hình Chư Bát Giới, hay là một cái hình của một cái nhân vật nào đấy trong truyện tranh Harry Potter chẳng hạn, thì người ta sẽ phải dùng cái loại này, loại make up này để họ gì? Để họ trang điểm. Hoặc là diễn viên Hollywood thì thường xuyên là dùng các loại này. Ngoài ra thì có một cái loại nữa là loại không nước. Thì cái loại này thành phần chính của nó sẽ là dầu, sáp. Loại này thì cũng hay được sử dụng. Tuy nhiên thì với cái mục đích là gì ạ? Là chống nắng, trang điểm. Loại này cũng tương đối được sử dụng. Nhưng mà đối với cái loại này, yếu điểm của nó là rất là bí bách. Bí bách, bởi vì thành phần chính của nó sẽ là sáp dầu, sẽ là sáp và nước, nó sẽ không có nước. Xin lỗi các bạn, sẽ là sáp và dầu và nó không có nước. Thì cái này yếu điểm là gì? Nó rất là bí bách, cho nên cũng ít người thích cái loại này. Đấy, vậy thì đây là bốn cái cơ chế của kem nền. Một cái sản phẩm tiếp theo mà chúng ta sẽ tìm hiểu đấy là gì ạ? Là sản phẩm kem che khuyết điểm. Kem che khuyết điểm. Thực chất á, thì cái kem nền này thì nó cũng có tác dụng che khuyết điểm. Bởi vì khuyết điểm trên da mặt chúng ta nó sẽ có hai loại. Thứ ba là kem che khuyết điểm. Kem che khuyết điểm. Khuyết điểm nó sẽ có hai loại. Một là dạng khuyết điểm sắc tố. Và hai là khuyết điểm sẹo. Thì bản thân của cái khuyết điểm sắc tố này nó sẽ được xử lý bởi foundation, là kem nền. Cái sản phẩm mình vừa nói các bạn ấy, cái sản phẩm số 2 này, thì những cái khuyết điểm sắc tố này vốn dĩ là cái kem nền nó đã xử lý được rồi. Cho nên là cái kem che khuyết điểm này có những bạn có và có những bạn không. Thường là những bạn nào bị sẹo rỗ, những bạn nào mà lỗ chân lông to thì các bạn mới phải sử dụng cái thằng này. Còn nếu không thì các bạn sử dụng chỉ mình cái kem nền không là đủ rồi. Cho nên nhiều bạn á thì thấy quy trình mà make up của mình là cứ người ta bán là kem bộ sản phẩm là số 1 kem lót, số 2 kem nền, số 3 kem che khuyết điểm, và cứ thế các bạn máy móc các bạn sử dụng hết lên mặt của mình thì đôi khi cũng không tốt. Bởi vì sao? Bởi vì make up thì như các bạn biết là nó nhiều tác dụng phụ, đúng không? Là gây lỗ chân lông to này, gây ra hiện tượng là da tăng tiết dầu này, bí bách này, rồi là da chúng ta là bị khô, bị mất nước này, bởi vì cái bột tắc nó quá nhiều nên sẽ hút nước, hút dầu ở trong da. Thì những cái sản phẩm kem che khuyết điểm này, thành phần của nó sẽ là các dạng bột mịn hoặc là silicon. Ví dụ như thể dimethicon hoặc là silicon. Thì ở trong thành phần đấy nó sẽ giúp cho lấp đầy đi những cái vết sẹo, lấp đầy đi những cái vết lỗ chân lông to. Thì nó giúp cho da của chúng ta gì? Nó che đi những cái khuyết điểm sẹo này. Đấy. Vậy thì đối với cái sản phẩm này thì các bạn, nếu như các bạn bị sẹo rỗ, nếu như các bạn bị lỗ chân lông to thì chúng ta mới phải dùng. Còn nếu không thì gì? Kem nền không, nó đã đủ che khuyết điểm về sắc tố rồi. Đấy. Cái sản phẩm thứ tư là phấn. Phấn trang điểm. Phấn này thì có nhiều loại lắm. Có thể là phấn má. Tức là chúng ta sẽ đánh một lớp phấn lên hai bên má, gọi là phấn má hồng ấy. Tạo ra hai cái lớp má hồng này giống như hồng hài nhi ấy, nhìn cho xinh xinh tươi tươi một tí thôi. Có thể là dạng gì ạ? Phấn màu. Tức là sao? Có nghĩa là sau khi chúng ta đã lót, đã nền, đã che khuyết điểm rồi, nhưng có những bạn á vẫn muốn mình có một cái màu da theo ý muốn. Chẳng hạn như thể là chúng ta là màu tiếp da số 3 thôi, nhưng chúng ta muốn cho nó lên tận tiếp da số 2, tức là trắng hơn, thì các bạn có thể là dùng các dạng phấn này. Phấn có thể là màu trắng, màu gì ạ? Màu hường, đúng không? Hay gọi là hồng nhạt đấy, đúng không? Tức là người ta có thể là dùng cái dạng phấn này với mục đích là gì? Để tạo ra một cái lớp màu da đúng theo ý muốn. Nó cũng giống như cái việc là các bạn sau khi mà mình đã tạo ra một cái nền nhà rồi, nhưng nó là một cái nền nhà xi măng, thì nó mới chỉ là vững chắc thôi. Nhưng sau đấy thì chúng ta có thể lát các loại lớp gạch hoa lên theo cái ý muốn của chúng ta. Muốn màu xanh, muốn màu đỏ, màu vàng gì thì chúng ta sẽ lát lên.
Thì với cái phấn này nó cũng tương tự như vậy, tức là nó một dạng phấn thứ hai là phấn tạo màu, hay còn gọi là phấn màu, đúng không ạ? Ngoài ra thì nó có một số những cái dạng phấn sử dụng trong cái lĩnh vực studio để mà làm wedding, tức là làm lĩnh vực về trang điểm cô dâu ấy, thì nó có nhiều cái loại phấn nữa. Nó với những cái mục đích khác nhau là tạo hình khuôn mặt, rồi phấn phấn để mà che nếp nhăn vân vân, thì nó là những cái mà các bạn sẽ tìm hiểu thêm, bởi vì cái phấn này nói về phấn thì nó tương đối là rộng. Đấy, và mình sẽ không nói quá chi tiết ở trong cái phần này. Cái sản phẩm thứ năm đó là son môi. Son môi thì thực tế bản thân của nó, thành phần của nó thì 99% là sáp. Ngoài ra thì nó có thể là có silicon, có thể là có chất tạo đặc, có carbon mơ vân vân, nhưng mà cái thành phần của nó chủ yếu nó sẽ là sáp. Thì thực ra khi mà bào chế về son môi ấy, là một trong những cái dạng bào chế là dễ nhất, nhưng mà khó nhất là cái khâu pha màu. Bởi vì sao? Bởi vì nó sẽ làm cho một cái son môi là một cái cơ chế gì, là một cái cơ chế mà sáp ngậm màu. Giống như ban nãy mình nói các bạn là những cái dạng kia là gì, là dầu ngậm màu, đúng không? Dầu nhũ hóa với màu, nhưng đây là sáp sẽ được nhũ hóa với màu. Và khi người ta nấu cái sáp này lên, ví dụ như thể là một cái lượng sáp như này, nấu đun nó lên 70-80 độ, thì một cái lượng màu sẽ được nhũ hóa cùng, sẽ được trộn cùng với chất nhũ hóa ở bên một cái pha này. Đây là pha sáp này, đúng không? Pha sáp. Còn đây là pha màu. Đó, thì cái màu này nó sẽ được trộn với cùng với cái chất nhũ hóa, ví dụ như HCOO40, ví dụ vậy chẳng hạn. Thì sau đấy thì nó được nhũ hóa xong thì nó đổ vào đây. Và khi mà người ta đun nó lên tiếp tục, sau đấy thì cái máy nó sẽ tăng cái tốc độ quấy của nó lên, thì tạo ra một cái gì ạ? Tạo ra một cái khối sáp đang nóng như vậy. Thì khi cái sáp đang nóng ấy, thì người ta đổ vào các cái khuôn. Ở đây nó sẽ có cái khuôn, đúng không ạ? Khuôn. Và người ta đổ cái này vào đây. Đổ cái mà đang nấu ấy, đổ vào đây. Và khi nó nguội đi thì nó tạo thành cái thỏi son mà chúng ta đang dùng. Các bạn hiểu không ạ? Đấy, khi nó nguội đi thì người ta chỉ cần lắp cái đầu này vào, nó rút nó lên thì tạo ra một cái thỏi son các bạn đang dùng. Cho nên thành phần chính của son môi là gì? Là sáp. Nhưng cái chính của nó, cái độ xịn của nó thì chính là nằm ở cái gì? Chất nhũ hóa và màu. Kết hợp với cả là gì? Trong cái thành phần của nó là người ta dùng cái sáp gì? Các bạn hiểu không ạ? Có người dùng sáp trứng cá, có người dùng sáp ong, có những người dùng sáp candelia, vân vân, rất nhiều những cái loại sáp khác nhau. Và khi mà sử dụng như vậy á, thì người ta sẽ có một cái tỷ lệ nào đấy tùy độc quyền của từng hãng. Có những hãng mà khi mà người ta pha trộn cái lượng sáp như vậy, mặc dù nhìn cái thỏi son thì rất giống nhau, nhưng mà khi sử dụng thì các bạn sẽ thấy khác nhau. Vì sao? Bởi vì có những hãng thì người ta sẽ có những cái công thức độc quyền của họ, giống như thể là Coca-Cola, thì mặc dù là cái nước uống ở tại Việt Nam mình sản xuất hàng nghìn loại nhưng không thể nào giống được Coca-Cola, bởi vì người ta có cái tỷ lệ độc quyền của họ. Đấy, vậy thì cái việc bào chế son môi thì chủ yếu thành phần nó sẽ là sáp, sẽ là silicone và gì? Và màu, để mà tạo ra một cái thỏi mà chúng ta đang đánh hàng ngày như vậy. Sản phẩm thứ 6 chúng ta cùng tìm hiểu, đấy là sản phẩm chuốt mi. Chuốt mi. Thì thực ra nói về chuốt mi thì cũng không có gì phức tạp để mà chúng ta phải nói nhiều cả. Thì cái cơ chế của nó sẽ có hai dạng, một là dạng vô cơ và hai là dạng hữu cơ. Thì khi các bạn chuốt mi, các bạn có phải thấy là nó sẽ có những cái màu nó bám ở trên sợi lông mi của mình, là giúp cho sợi lông mi của chúng ta dày hơn, đúng không? Đậm hơn. Thì cái chính của nó sẽ dùng những cái dạng, ví dụ như chẳng hạn dạng vô cơ nó sẽ dùng các oxit kim loại, chẳng hạn như oxit sắt, tạo ra màu gì? Màu đen, hàm lượng cao nhé. Oxit, đúng không? Một số những cái dạng oxit tổng hợp tạo ra các màu xanh hoặc là màu tím vân vân, đúng không? Còn cái dạng hữu cơ thì người ta sẽ chiết xuất thực vật, chiết xuất màu từ thực vật để tạo những cái màu đấy, và nó giúp cho cái gì? Cái chuốt mi này nó bám lên cái sợi mi chúng ta và tạo ra cái màu mà theo ý mong muốn của người tiêu dùng. Đấy. Vậy thì chúng ta vừa tìm hiểu xong về 6 sản phẩm make up cơ bản. Thì đây là một bài ngắn và cũng không nói nhiều. Đây là một bài ngắn và không nói nhiều về những cái hàn lâm hay máy móc quá. Tuy nhiên thì chúng ta cũng biết được những cái cơ bản ở trong những cái sản phẩm này, người ta bào chế nó như thế nào, và khi chúng ta sử dụng thì nó có thể là có những cái thành phần gì ở trong đấy. Và đồng thời các bạn cũng có thể hiểu được rằng là những cái dạng kem như vậy thì từng cái lớp nó có những cái vai trò gì, đúng không ạ? Vậy thì đây là cái bài cuối cùng để kết thúc phần 1 của khóa nâng cao.
Ở trong buổi hôm tới, sang phần thứ hai thì lớp chúng ta sẽ học về các dạng hoạt chất ở trong các dòng mỹ phẩm trị liệu và trong những cái dạng mỹ phẩm thông thường mà chúng ta vẫn đang sử dụng, để chúng ta hiểu được rằng là theo cái cơ chế bào chế như thế này thì người ta sẽ bỏ những cái nhóm hoạt chất gì vào với những cái công dụng gì, để các bạn hiểu được rằng là khi chúng ta đọc cái thành phần mỹ phẩm á, thì chúng ta nhìn thấy những cái hoạt chất đấy, chúng ta biết được là đây là cái sản phẩm theo cái công dụng gì để mà lựa chọn, và đồng thời là chúng ta có những cái hiểu biết sâu xa về mỹ phẩm để lựa chọn những cái sản phẩm điều trị trong cơ sở của mình. Hẹn gặp lại tất cả các bạn ở phần thứ hai.